trước mắt quý vị và các bạn, hành nguyên là phép âm của một cặp loa Mỹ đến từ hiệu C-Max, một dòng sợ bát 40 Pepsi. Rất thỏa cho tất cả bác nghe nhạc Zumba, Remix, Bonizo. Một dòng loa đến từ Mỹ và được sản xuất tại Mỹ, có thiết kế cực kỳ sang trọng và đẹp mắt, chất âm thì quá phê, tiếng bát đánh êm ấm mềm mại, giải tiếp đánh len keng lách tách và giải chung thì quá rõ ràng và ngọt ngào. Ba giải pha với nhau quá hoàn thiện các bạn nhá. Chất lên con tim là yêu quê hương mảnh đất đẹp màu, và tha thiết nữa là em với tôi khi đã cho nhau cuộc đời mặn nồng đôi con đôi. Tôi yêu mây chiều ven hồ Hương Dù Liễu, sóng vỗ lòng thiên. Dài theo năm tháng gửi gắm vào đời, để cho muôn thế hệ sau nhớ tôi không tắt trên môi người đời cùng niềm yêu với tôi. Các bác mà nghe đôi loa này có lẽ là phải đổ máu của tim nhá, nó quá phê và hay. Thì đây đôi loa mới nhá, em cho bé nhạc này. Đôi loa này được đến từ Mỹ và được xuất tại Mỹ, một dòng loa đến từ hiệu C-Max, sử dụng một bát 40 Pepsi. Pepsi của Mỹ bác không chịu được, nó quá hay và mềm mại, tiếng rõ ràng, nó chứa cả tiếng tiếng nhá và chứa cả tiếng xì, rất hay. Khi bác nghe đôi loa phát lên ấy, nó quá ngọt ngào, chi tiết, không chói nhòa, không bể âm, tức là ba giải pha nhau hoàn thiện. Bây giờ phần hai nhé, em sẽ tháo nội thất để bác cùng chiêm ngưỡng cặp loa này. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang tháo nội thất của một cặp loa đến từ Mỹ và có thương hiệu là C-Max. Thì đây là một dòng loa sử dụng bát 40 Pepsi, rất phù hợp cho tất cả những bác nghe nhạc Bolero, nhạc Zumba, nhạc Remix. Đặc biệt hát karaoke cho giọng ca bay bổng thoáng đãng và hút mic. Khi nhắc về loa Mỹ, có lẽ tất cả những bác chơi loa Mỹ hoặc là những bác chơi loa lâu năm đều phải nhất trí đồng ý và đưa ra một lời bình luận: nghe loa Mỹ nó rất là hay, nghe lâu không chán và nghe lâu không mỏi tai. Bởi vì loa Mỹ nó là một dòng loa đưa ra giải âm hoàn thiện nhất, như tiếng bát đánh êm, đánh mềm và đánh gọn, giải chung thì rõ ràng ngọt ngào, giải tiếp thì đánh sáng lẩy, len keng lách tách. Thì ngày hôm nay em về được một đôi loa Mỹ nhé, đến từ thương hiệu C-Max. Đây là dòng loa bãi được Mỹ sản xuất và sản xuất tại Mỹ. Thì đôi này trong thì nặng đẹp xuất sắc nhá, anh nhìn này. Và đôi này có thiết kế rất là bắt mắt và ấn tượng. Thùng nó là thùng bọc lỉ, rộng là 44, sâu là 41, cao là 45, gần như là hình lập phương nhá, rất đẹp đẽ luôn, đúng không ạ? Đẹp từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Thì với những đôi loa này, nó có kích thước tương đối là lý tưởng để cho các bác kê kích trong gia đình. Bác này, phía sau thì phía sau nó hỗ trợ hai đường vào, và đây chính là cái tem giấy nhá, made in USA. Công suất này đạt được từ 100W cho đến 300W. Như vậy rất phù hợp cho tất cả những bác đánh âm ly cũng đẩy công suất nhỏ và vừa đều đạt được chất âm hay nhất. Đấy, cái này nó có tem sau nó bị mất quá nhá, nó là cái tem giấy mà. Đấy, nhưng nó là Mỹ, khẳng định nó là Mỹ, rất đẹp nhá. Và phía ngoài nó là một e căng, gọi là e căng, là e căng huyền thoại của dòng loa Mỹ rồi, luôn luôn là một cái e căng, tức là như một cánh cửa. Trên này một cái logo nhá, Made in USA, dưới là thương hiệu của C-Max. Và loa này đẹp xuất sắc. Đấy, hình mắt cáo giống như dòng loa cổ ấy, chơi rất là đẹp. Bên trong nhá, thùng rất đẹp, dùng quả sang khoác. Phân tần của loa Mỹ là điều nhất thế giới nhá, rất là nhỏ, nhưng không biết tại sao âm rất hay,
chính vì phân tần nhỏ từ chuẩn cho nên nó không bị méo gối, và bác có thể ghép được với những âm ly đánh vẫn tốt bởi vì nó không bị tông suất nhá. Đây rất đẹp các nhá, có thể nó lại đẹp mỹ mãn luôn. Tép xì, cái tép này tép của Meiko mấy nhá, Meiko rất đẹp đó. Đây là quả tép bóc ra quả này. Tép xì nếu các bác đánh đúng công suất, đánh đúng luật không mà chết được tép. Và đặc biệt cái tép xì này nó rất hay, nó khác với tép Trung Quốc nhá. Tiếng là xào sạt, lời có cả lời luôn nhá, lời rất rõ ràng và trung cao ấy, rất là hay, không bị chói, không bị cáu gắt. Đấy. Đây là tép xì. Meiko. Và đây chính là cặp bát nhá. Cặp bát của nó là bát 40, gân lụa thẩm dầu nhiều xếp, 4 xếp, mang sóng nhỏ li ti này, chịu được áp lực này. Đấy, độ bền cao này. Và ngay ở cái offer nhá, đều có là made in USA hết. Đấy. Hai con đẹp như nhau nhá. Xuất sắc. Xuất sắc. Và dòng này dòng xương sắt nhá, dòng xương sắt. Đấy, từ nó từ khoảng 16, từ đen. Từ dòng kiểu dòng 4 số đấy. Made in USA. Và loa còn đẹp sắc nhá. Đấy, cái dòng loa này nó đổ với lớp keo màu trắng giống như dòng JB, keo sữa nhá. Quá đẹp luôn ạ. Keo sữa nhá. Đẹp sắc. Dòng loa này chơi thì phê ạ, phê loài luôn. Phê loài là tòi luôn. Đấy. Quá phê. Dòng loa này thì em đánh giá là còn đẹp ạ, còn chuẩn chỉ lắm. Các bác cứ mua về là chơi thôi. Không nghĩ ngợi nhá. Loa quá đẹp luôn, lời cực hay. Đấy. Công suất thì cũng rất là hợp lý cho anh em gia đình nhá, thùng đẹp. Bây giờ em sẽ lắp lại và quay lại đầu clip để nghe âm nhá. Giá bao nhiêu? 13 triệu bao ship. À, các bác nhu cầu chuyển khoản trước em 1 triệu nhá, tặng một cặp dây loa.